Xin chào các bạn, chào đón các bạn đã quay trở lại cùng với kênh Tissue Shop trong chương trình ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách ráp cái áo đầm. Hôm trước là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách cắt cái áo đầm cổ tiên. Và đây là mình nhắc lại các chi tiết của cái phần áo đầm này, đó là chúng ta sẽ có được cái phần váy thân trước, rồi cái phần áo của thân sau, các bạn sẽ có được cái phần váy đắp của cái phần thân trước nè, rồi váy đắp này thì đi kèm với lại cái phần nẹp và hai cái tay. Rồi chúng ta sẽ có được cái miếng phối cho cái phần thân. Và các bạn sẽ có được cái phần thân trước trên. Và cái phần cổ này thì các bạn sẽ cần phải ủi keo. Ủi keo thì chúng ta sẽ có hai miếng như thế này. Và ở đây là cái phần cổ của bốn lớp cổ. Rồi bây giờ thì và cái miếng nẹp ngang cho cái phần eo mình cũng đã ủi keo rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào may cái phần này. Đầu tiên là chúng ta sẽ có được hai cái phần thân. Các bạn sẽ gấp mí, các bạn. Đây là mình có cái dấu bấm nè. Thì hai cái dấu bấm này các bạn gấp lại với nhau và các bạn sẽ may qua đường này cho mình. Ở đây thì là hai cái dấu bấm nè các bạn ha, mình sẽ cho cái phần bấm này ở giữa và cái phần chấu thì mình sẽ may cho cái phần đuôi đen. Và ở đây thì các bạn chỉ cần may khóa một chút xíu ở cái đường đen này thôi ha. Và đây là cái phần thân mình mới vừa may thực hiện xong hết các bạn. Bây giờ thì mình sẽ ủi. Kế tiếp là chúng ta sẽ có được hai cái phần thân sau. Các bạn sẽ đặt cái phần áo của thân trước lên cái phần thân sau. Các bạn may cho mình cái đường sườn vai. Thì sau khi các bạn may xong đường sườn vai thì các bạn sẽ may cái đường bên dọc. Mình sẽ xếp lại như thế này và may qua một đường. Sau đó thì các bạn sẽ ủi bên về phía đường sườn. Và để ủi cho đẹp thì các bạn sẽ ủi qua bề mặt phải thêm một lần nữa. Kế tiếp là đến cái đoạn cong này thì các bạn sẽ găm kim may qua cho mình một đường.
Sau khi may xong thì các bạn sẽ bấm những cái đường cong cho mình. Và mình sẽ gọt lại cái phần dư còn lại 5 ly. Kế tiếp các bạn sẽ bật cái phần keo nằm về phía bên trái và phía bên phải là cái phần vải dư thì chúng ta sẽ dĩu một ly. Và khi các bạn dĩa một ly xong rồi thì các bạn sẽ ủi cái phần dán cổ. Các bạn sẽ lật cái mép ha, lấy mí qua một ly so với cái phần có keo. Thì đây là cái phần dán cổ mà chúng ta vừa thực hiện xong. Các bạn sẽ ủi về mặt phải thêm một lần nữa. Và sau khi mà các bạn thực hiện xong thì đây là mặt có keo, đây là mặt không keo. Các bạn sẽ đặt cái phần mặt có keo lên và chúng ta sẽ đặt lại cái rập ban đầu mà chúng ta đã thực hiện. Các bạn nhìn thấy không? Chúng ta so lại thì nó sẽ có được cái độ bằng. Và các bạn sẽ sang dấu đều lại cái phần cổ cho mình. Thì đây là cái phần cổ thành phẩm, chúng ta có cái đường phấn gì chúng ta sẽ may lên trên thân. Các bạn sẽ làm tương tự như vậy cho cái phần cổ kia. Và đây là cái phần nẹp mà chúng ta cần phải may vào trong cái phần cổ. Các bạn sẽ để những cái đường lấy dấu đường may như thế này, chúng ta sẽ kẹp vào trong thân và các bạn sẽ may vòng qua cái vòng cổ thì chúng ta sẽ hoàn tất được cái phần cổ các bạn nhé. Và để cái phần cổ của chúng ta nó không có bị chạy khi chúng ta may thì khi các bạn lấy dấu phấn xong rồi thì các bạn sẽ may lượt qua cho mình một đường. Khi mà các bạn may lượt qua một đường thì trên cái phần nẹp cổ của mình sẽ có đường may như vậy. Và các bạn sẽ dùng kéo các bạn cắt cái phần này còn lại cho mình là một xăng đều. Và sau khi mà các bạn may được một xăng đều rồi thì các bạn sẽ đặt cái đường lấy dấu phấn này, các bạn sẽ may vòng qua cho cái phần cổ. Các bạn chỉ cần là chúng ta sẽ đặt cái phần dấu phấn này đúng cái vị trí cuối của cái phần tra dây kéo của cái phần thân sau và các bạn sẽ may chồng lên cái đường chỉ khi nãy mình may dằn. Khi may thì các bạn không kéo cổ ha, các bạn sẽ nương nhẹ cái phần cổ để chúng ta tra vào thân.
Thì sau khi các bạn may xong cái phần nẹp thì chúng ta sẽ dắt xỏ bên cạnh nẹp và chúng ta sẽ ủi. Và đây là cái phần nẹp trên thân là mình mới vừa may vào trong hai các bạn ha. Đây. Đây là bề mặt trái phải nè. Đây là bề mặt trái nè, thì các bạn nhìn thấy là mình sẽ dắt xổ cái góc như thế này. Tiếp theo thì các bạn sẽ cạ diễu cho mình qua một đường ở đây bằng máy một kim. Bây giờ thì mình sẽ qua máy mình may nhé. Các bạn sẽ để cái chân vịt cạ vô lại. Cái chân vịt sẽ cạ vào lại cái đường mà chúng ta mới vừa may lát ha. Chúng ta sẽ diễu một ly. Thì sau khi mà các bạn thực hiện xong được cái phần thân áo thì các bạn sẽ bắt chéo cái phần thân áo chồm qua 8 xăng giống như ban đầu mà mình đã tính, và các bạn sẽ may khóa cho mình cái đường ngang này. Thì sau khi mà các bạn may khóa cho đường nang thì chúng ta sẽ có một cái miếng nẹp. Các bạn sẽ đặt cái miếng nẹp này mặt úp mặt vào trong cái đường và chúng ta sẽ may qua một đường. Và sau khi mà các bạn ráp được cái miếng này vào rồi thì các bạn sẽ may diễu một ly lên trên này cho mình. Và chúng ta sẽ còn một cái miếng nữa, đó là cái miếng váy. Thì trên cái miếng váy này các bạn sẽ cắt cho mình cái miếng nẹp. Chúng ta sẽ đặt cái miếng nẹp này lên trên cái phần váy. Và các bạn sẽ may cái miếng nẹp này, cắt cái đường lai cho mình là 2 xăng, may góc qua 1 xăng và chúng ta sẽ may lên đây. Thì sau khi mà các bạn may xong miếng nẹp thì các bạn sẽ ủi cho cái phần nẹp này. Sau đó là mình sẽ lộn và bẻ góc cái phần này ra. Và các bạn sẽ ủi ra cái mặt phải. Chúng ta sẽ ủi được cái phần nẹp lên trên thân như thế này. Mình sẽ ủi bề mặt phải thêm một lần nữa. Và về cái phần váy thì các bạn sẽ may 2 cái phần ben ở trên váy. Rồi bạn ủi ra. Nhớ là khi ủi là chúng ta sẽ ủi luôn bề mặt phải và bề mặt trái các bạn nhé. Thì đây là cái phần váy mà chúng ta mới vừa may ben và chúng ta ủi, thì các bạn sẽ đặt cái phần miếng nẹp này lên trên cái phần váy. Đây, bạn đặt lên. Và các bạn sẽ may lượt cho mình một đường này. Thì sau khi chúng ta may lượt rồi thì chúng ta sẽ có được cái miếng lót nó dính lên phía trên như thế này. Đó, các bạn sẽ đặt lại cái phần thân trước lên trên này để chúng ta may qua một đường nữa.
Đây là cái phần thân trước các bạn sẽ đặt lên, và chúng ta sẽ may cái phần thân trước này một đường. Và đây là cái phần miếng đắp mình mới vừa may xong, các bạn sẽ dùng tay ủi, các bạn ủi qua mặt phải, mặt trái của vải. Và các bạn sẽ may dĩa qua đây cho mình một đường. Và đây là cái phần cổ của thân trước, phần cổ của thân sau khi nãy giờ chúng ta đã may. Và còn lại hai bước cuối cùng là chúng ta sẽ trang cái phần dây kéo vào cái đường sườn này ha các bạn ha, và may tay vào thân là lên lai nữa là chúng ta sẽ hoàn tất. Thì bây giờ mời các bạn sẽ vào cái công đoạn tra dây kéo. Đây là cái phần cổ bên phải, bên trái của thân sau. Đây là cái mặt trái của dây kéo. Đây là cái sợi, cái tay cầm của dây kéo. Thì các bạn sẽ ấp cái phần tay cầm dây kéo này vào cái mặt phải của vải, và các bạn sẽ cạ cái phần dây kéo vào trong cái bề mặt của vải, và chúng ta sẽ đẩy cái phần răng nhựa này ra hẳn phía ngoài của phần dây kéo luôn. Và các bạn sẽ đặt vào trong cái chân dịch giọt nước để chúng ta tra được cái phần dây kéo này. Khi may á, thì cái mép dây kéo các bạn ha, cái mép dây kéo này á, thì nó sẽ cạ lại với cái đường vắt sổ nha. Và các bạn sẽ may cách dây kéo khoảng 10 cm là các bạn sẽ dừng. Sau đó là chúng ta sẽ kéo cái sợi dây kéo này lên. Thì chúng ta sẽ được một cái bên chúng ta vừa tra dây kéo xong rồi các bạn. Thì các bạn sẽ bấm cái góc. Các bạn sẽ bấm cái góc của cái phần dây kéo ngay cái đường mà chúng ta ráp cho cái phần cổ đó. Các bạn bấm cho mình vào 2 ly. Và cái các bạn sẽ kéo cái sợi dây kéo lên cái góc dưới cùng của cái dây kéo này nè. Đó, các bạn cũng sẽ bấm lấy dấu ha, cái điểm cuối của cái phần dây kéo này. Thì các bạn sẽ để cái mũi kéo lên đây, các bạn di chuyển cái mũi kéo thẳng một đường vuông góc, và các bạn sẽ bấm vào cho mình 2 ly. Đó, chúng ta sẽ bấm được cái phần dây kéo đây, thì cái đường này nó sẽ được tra vào cái đường kia. Và sau khi các bạn bấm xong rồi á, cái phần lay áo các bạn sẽ cầm hai cái phần lay áo chung với nhau. Đây là cái hai cái phần lay áo chung với nhau, và các bạn sẽ đẩy đều lên. Chúng ta sẽ cầm tay đều lên như thế này. Đó, đều lên, và đến cái điểm cuối của cái phần dây kéo ha, là các bạn sẽ dừng lại. Sau đó là các bạn sẽ bấm cái góc để cho được là cái bên góc của dây kéo này với bên góc của dây kéo kia là nó sẽ trùng với nhau tại một điểm, là các bạn sẽ bấm luôn cho mình cái góc này. Thì khi mình may á, là mình sẽ canh được cái khoảng cách ăn của cái phần dây kéo bấm góc này ha. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục may. May thì các bạn sẽ kéo cái phần dây kéo bên này xuống, bạn kéo xuống lại. Sau đó là các bạn sẽ cầm cái phần dây kéo này, cũng đẩy cái phần răng nhựa này ha, chúng ta sẽ đẩy ra ngoài, và cũng cạ cái mép, cạ cái mép của các bạn cũng sẽ cạ cái mép của cái phần dây kéo này nè. Đó, nó sát lại với lại cái đường vắt sổ, và chúng ta sẽ đẩy cái đường răng nhựa nằm ở trên. Và ngay cái vị trí dấu bấm các bạn sẽ thấy đúng không ạ? Đó, thì cái dấu bấm này nó sẽ nằm ngay cái đường chỉ của cái phần cổ còn lại bên kia, là chúng ta tra vô thì chúng ta sẽ được hai bên sẽ ok như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu may nhé. Và các bạn cũng nhớ lưu ý là chúng ta sẽ canh cho cái phần dây kéo với lại cái phần thân áo nó trùng với nhau nhé.
Và đây là cái phần thân áo ha. Sau khi các bạn tra dây kéo thì các bạn sẽ kéo cái sợi dây kéo lên, chúng ta sẽ kiểm tra coi là mình may nó có bị dính, bị mắc ở chỗ nào hay không, và chúng ta sẽ kéo lên như thế này. Đó. Thì khi các bạn kéo lên đó, là các bạn nhìn thấy cái phần dây kéo của mình nó sẽ nằm êm như thế này, và cái phần răng dây kéo ha nó sẽ khớp với nhau. Thì đây các bạn nhìn thấy là cái phần dây kéo mình mới vừa tra xong, thì ngay cái đường nối của cái phần cổ nó sẽ được trùng với nhau như thế này, và dây kéo của chúng ta nó sẽ được êm phẳng. Và khi mình mở ra như thế này thì các bạn sẽ thấy là dây kéo của chúng ta nó sẽ xít, không có bị hở, là đạt yêu cầu. Và bước tiếp theo là các bạn cần phải làm, đó là chúng ta sẽ tra tay vào trong thân. Đây là thân trước và đây là tay trước. Thì các bạn đã bấm được cái dấu tay trước rồi, thì các bạn sẽ tra tay vào thân như thế này. Các bạn sẽ đặt mặt ướp mặt của tay dưới thân, các bạn sẽ tra vào trong thân. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ qua máy để may. Và đây là cái phần tay mà chúng ta mới vừa thực hiện may xong rồi các bạn. Bây giờ các bạn sẽ xếp cái phần tay này lại ha. Chúng ta sẽ gấp cái phần sườn qua và các bạn sẽ may nối cho mình cái phần sườn trên thân. Và khi mà may nối cái phần sườn trên thân thì các bạn nhớ để ý bên nào mà hai lớp sườn thì chúng ta sẽ may chung với hai lớp như thế này nhé. Và các bạn sẽ may một cái đường thôi. Và tương tự các bạn cũng sẽ xếp cái phần đường sườn bên này cho nó thẳng, và các bạn sẽ may đường sườn bên này.